xe đi anh. Thì đây ý kiến các cụ thì bây giờ nó thay vì nó sắp ra đâu không, thay vì tất cả những kênh rồi nó nâu hết không, nó tiến hành nó bằng một đến hai đến mười sáu bốn tám bốn tám từ hai bốn tám là bao nhiêu bit rồi nhá, tám bit giống nhau này, tám bit giống nhau thì mười sáu chín nhỉ, sáu bit là mười mười bốn đấy. Có 14 bit giống nhau. Bạn này có 14 số 14. Số 14. Ừ, số 14. Đấy thì là định lượng trong xe EA thì nó cái sắp mắt nó không phải là sắp mắt bây giờ mà chia nhỏ này rồi. Thank you.